May mà nhờ có Lưu đại nhân hấp diêm tinh thần Tào Tháo suốt 3 tháng nay nên thành Từ Châu chúng tôi mới được yên ổn. Công đức của ngài thiệt là vô lượng, cho nên chúng tôi xin mạn phép biếu ngài một món quà to bự khổng lồ xem như lời cảm ơn mong ngài nhận giùm cho. Không được, ta chỉ nhận tiền mặt thôi, quà cáp không thực tế. Ở chỗ chúng tôi toàn xài kim cương học soạn không hà, lấy đâu ra tiền mặt cho đại nhân? Hay ngài cầm đỡ đi, có mấy chục ký à, không có nặng lắm đâu. Nếu mà ngài sợ nặng thì ở trong chuồng bò ta có đậu sẵn mấy con Lamborghini mới lượm bên Dubai về. Lưu đại nhân không chê thì cứ lấy chở kim cương về, dọc đường lỡ mà có hết xăng alo ta gọi trực thăng tới tiếp xăng cho ngài. Chứ quả thật là bây giờ bọn ta không có tiền, ngài đừng có phụ tấm lòng của bọn ta. Thứ thật với các vị, quà cáp ta xem như tựa lông hồng, nhưng mà nếu như các vị đã có lòng thì ta cũng không nỡ từ chối mấy con Lamborghini ngoài kia. Cho nhiều lấy nhiều à, cho hết thì lấy hết, ta không có ngại đâu, mấy người cứ yên tâm đi ha. Ngài cứ lấy thoải mái, lỡ có trầy trụa ta mua con khác, bọn ta giàu lắm. Vậy được rồi, Lưu bị ta cam si bị ta. Buổi tối cùng ngày, Lưu bị hí hửng đẩy con bò mượn lúc sáng dậy lại thành Từ Châu trong sự hốt hoảng. Anh trai ngủ chưa dậy, lại là thằng em Lưu bị đây. Thì ra đã Lưu đã ngân nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà ta có chuyện gì. Không biết nhà anh còn xăng không, ra đổ cho em vài chục lít đi, chứ bò nhà anh chạy hao xăng quá trời luôn hả? Hết trơn rồi. Cái gì mà hết nhanh vậy? Mới chạy có mấy chục vòng Sài Gòn à? Bây giờ con bò của anh nó khát xăng rồi, em đổ nước suối nó không có chịu uống. Ngài vừa nói cái gì? Em thấy nó hết xăng, em đổ nước vô, bây giờ nó ngáp ngáp, để nó không có chạy nữa. Bò nhà anh nó kén ăn uống quá trời luôn hả? Thôi ngày đem chiếc xe bán về chai luôn, chứ làm ăn được gì nữa. Tuy nó là bò, nhưng nó không phải là bò ăn cỏ. Bán về chai rồi lấy gì chạy trời? Hay là anh cấp cho em con bò khác đi có được hay không? Lần sau em cho nó uống nước ngọt, cử nước suối luôn. Thôi để ta cho ngài cái khác giá trị nhiều hơn với chiếc xe. Thôi anh đừng có dụ em, trên đời này làm gì có cái nào còn giá trị hơn con bò nữa đâu chứ. Không biết với combo sản phẩm của Thanh Lộng Tiến có làm ngài sao xuyến hay không. Thứ khác thì em chắc chắn là công nhận, nhưng mà sản phẩm của Thánh Lộng Tiến thì em không bao giờ từ chối đâu hả? Có tiền cũng rất khó để mua được, nhưng mà để mua được thì phải có tiền, ha? Đúng không? Ủa mà anh tính cho em cái gì vậy? Bật mí nhẹ đi, có được không? Ta sẽ tặng cho ngài combo quần áo của Thánh Lộng Tiến. Còn nếu như ngài muốn mua thì xem hết clip này, đoạn cuối có cách hướng dẫn cách mua đó. Liên hệ ổng mua đi ha. Bên Thánh Lộng Tiến sẽ gửi tất cả các mẫu hiện có cho ngài xem, thích cái nào thì hốt cái đó. Mẫu mã rất đẹp, đều là trend hot nhất hiện nay. Áo thun polo dạng unisex nam nữ đều mặc được, phù hợp với các anh chị từ 40 đến 100 kg. Ta nói xong rồi, ngài có chịu chưa? Giờ sao ta? Chịu hay là không chịu đây ta? Chịu thì mất con bò, mà không chịu thì mất bộ đồ, mà mua thì có các bạn nào đâu mà mua. Ngài suy nghĩ xong chưa dễ, lẻ lẻ đi, ta còn chìm vào giấc mơ gặp Red U80 của ta nữa. Sau 50 giây suy ngẫm về cuộc đời, 5 giây tương tư vì con bò uống nước, 3 giây đưa ra quyết định và 2 giây chốt đáp án, ta rất đau lòng xin đưa ra quyết định cuối cùng. Ta chọn đồ của Thánh Đồng Tiến, kèm thêm một con bò mới toan xăng đầy bình. Mặc dù đây là một sự lựa chọn rất thiệt thòi, nhưng hy vọng ta sẽ không hối tiếc với những gì đã qua. Hiện tại trên tay của Khang là những mẫu quần áo polo, chất liệu vải cột tông 4 chiều. Trên người Khang cũng đang khoác lên một chiếc áo thun polo do chính Khang sản xuất với thương hiệu riêng của Khang, TLT, đọc rõ hơn là TLT, viết tắt của chữ Thánh Lồng Tiến. Cô chú anh chị em nếu như có ai quý mến Khang thì có thể đặt niềm tin vào sản phẩm tiếp theo này của Khang nhé. Khang đang từng ngày từng bước sản xuất ra những mẫu sản phẩm mới nhất, phù hợp nhất để đáp ứng được từng nhu cầu của mọi người. Cứ để lại comment với cú pháp 299 cách số điện thoại dùm Khang. 299 tức là chi phí của một chiếc áo thun polo bên Khang đây. Cô chú anh chị em khi nhận hàng thì nhớ kiểm tra hàng kỹ giúp Khang. Có logo của Thánh Lộng Tiến và phía sau ngay cổ này cũng có chữ TLT, TLT tức là viết tắt của Thánh Lộng Tiến. Cứ để lại cú pháp 299 cách số điện thoại giúp Khang nhé. Bên Khang sẽ kết bạn Zalo và gửi tất cả các mẫu quần áo màu sắc qua cho cô chú anh chị em lựa chọn. Áo bên Khang nam nữ đều mặc được, giống như phía sau Khang đây. Đây là áo thun polo của Khang, nữ đều mặc được, nam cũng mặc được, rất đẹp, giống như Khang đang mặc đây. Áo thun polo này chúng ta có thể mặc kết hợp với quần jean hoặc là quần tây gì cũng được cả. Bên Khang cũng đang dần dần sản xuất thêm những mẫu quần jean, quần tây. Cô chú anh chị em sau này muốn theo dõi tất cả các mặt hàng thời trang sản phẩm ở bên Khang thì có thể lên website thanhlongtien.vn để cập nhật nhé.